nếu như tắc đường trước đây là đặc sản của những đô thị lớn thì vài năm gần đây cũng đã trở nên quen thuộc tại thành phố hà tĩnh vòng xuyến trung tâm thành phố hà tĩnh điểm giao nhau giữa đường phan đình phùng và một số tuyến đường là một ví dụ cứ mỗi chiều tan tầm phương tiện ô tô xe máy chen trúc qua lại điểm nút giao thông này đây là trục đường chính mật độ phương tiện giao thông luôn đông đúc tình trạng ồn tắc xảy ra thường xuyên vào những giờ cao điểm đặc biệt là trong những ngày mưa nhiều ô tô phải mất hàng chục phút mới có thể di chuyển qua khu vực này. Ngày mùa mưa, đặc biệt là trong thời gian này thì thực sự mà nói là giờ cao điểm rất là un tắc lên những cái chỗ vong xuyến ở uh, ngã tứ như thế này và ngoài cái việc mà mong muốn của người dân về việc đồng bộ trong hạ tầng kỹ thuật thì là tôi cũng rất là mong muốn là mỗi người dân chúng ta có những cái ý thức cá nhân để mà chúng ta uh, xây dựng cái văn hóa giao thông đi lại một ngày một tốt hơn. Những hình ảnh ùn tắc giao thông ngày càng phổ biến ở thành phố Hà Tĩnh cho thấy sự gia tăng nhanh chóng của phương tiện giao thông cá nhân. Trong đó, phương tiện ô tô tăng đột biến trong vài năm trở lại đây là nguyên nhân chính khiến hạ tầng giao thông tại thành phố phải chịu nhiều áp lực. Theo thống kê, năm 2023, trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh đăng ký mới 1.223 ô tô. Trong khi đó, từ đầu năm 2024 đến nay, toàn thành phố đã có thêm 1.550 ô tô đăng ký mới. Nâng tổng số ô tô đến thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh khoảng 12.500 xe, tăng 20,44% so với năm 2023. Với sự phát triển quá nhanh này, hạ tầng giao thông ở thành phố, đặc biệt là nhiều tuyến đường đã xây dựng từ lâu, tất yếu, khó có thể đáp ứng. Bằng chứng là trên địa bàn hiện có khoảng 10 điểm nút giao thông thường xuyên xảy ra ồn tắc vào khung giờ cao điểm. Mỗi lần đón con thì phải nhường đường là phải chén chút để mà vào được đón con rồi trả con ông muốn là làm sao để cái giờ đón con để mọi người có có phương tiện ô tô cá nhân để đi vào giao thông cho thuận lợi dù chưa đặt ra những áp lực quá lớn như các đô thị khác nhưng tình trạng giao thông quá tải ở một số tuyến đường vào một số thời điểm cho thấy giảm tải giao thông đô thị ở thành phố Hà Tĩnh thực sự là vấn đề cần nhìn nhận đúng mức. Gần đây, thành phố đã đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp như chỉnh trang nhiều tuyến đường gắn với cải tạo vỉa hè, mở rộng mặt đường, thiết lập một số vịnh đỗ xe. Đặc biệt, triển khai một số dự án hạ tầng giao thông trọng điểm như đường Vành Đai phía Đông, dự án đường Xuân Diệu kéo dài hay dự án đường Xô Viết Nghệ Tĩnh kết nối với đường Xuân Diệu. Những công trình giao thông như thế này là một trong những giải pháp tối ưu nhằm tăng không gian hạ tầng để các phương tiện lưu thông. Để khắc phục giảm thiểu tình trạng trên, thành phố Hà Tĩnh đạt đã thực hiện đồng bộ một số giải pháp tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng các cái tuyến đường mới. Bên cạnh đó, thì chỉ đạo các phòng ban đơn vị liên quan, công an thành phố thường xuyên quán triệt, tuyên truyền nhắc nhở về pháp luật giao thông đường bộ đến tận các tổ chức, nhân dân và các trường học trên địa bàn, phấn luông giao thông vào các giờ cao điểm. Tuy nhiên, những giải pháp về hạ tầng luôn cần thời gian và nguồn lực để thực hiện. Trong khi đó, tình trạng ách tắc giao thông Tại một số tuyến đường còn nhiều nguyên nhân từ thói quen của người dân tham gia giao thông. Trong đó có những thói quen xấu xí và mất an toàn, chẳng hạn như nhiều lái xe luôn chen lấn để vượt lên, thậm chí quay trở xe ngay đoạn đường chật hẹp, dừng đỗ phương tiện tùy tiện. Khắc phục những thói xấu này, nâng cao văn hóa tham gia giao thông cũng sẽ góp phần giảm tải giao thông đô thị. Hay hiện nay ở khu vực các khách sạn trong cao điểm mùa cưới, hình ảnh thường thấy là lòng đường xung quanh bị chiếm dụng thành bãi đậu xe ô tô bất đắc dĩ, vừa mất mỹ quan đô thị, vừa vi phạm trật tự an toàn giao thông. Sau những đợt ra quân cao điểm của lực lượng chức năng, một số người thay vì sử dụng ô tô cá nhân, chuyển sang xe máy, taxi. Những hành động tương tự như thế sẽ góp phần giảm tải áp lực giao thông đô thị trong một số thời điểm. Hiện tại cái lượng xe ở thành phố Hà Tĩnh, đặc biệt là các cái khu đô thị một các cái khu như khu ở đấy ấy thì các cái dịch vụ ăn sáng cà phê đông cho lên là lượng xe nó cũng tương đối nhiều để tìm được bài đồ xe rất là khó mà nếu mà tìm đi phải đầu xá xá thì mình đi lại nó cũng hơi bất tiện mình có thể uh, sử dụng phương tiện khác để tránh trường hợp là vi phạm như thế này ngoài ra để giảm ùn tắc giao thông hiện nay nhiều địa phương trong cả nước đã triển khai lưu thông một chiều tại một số tuyến đường đây hoàn toàn là giải pháp thành phố Hà Tĩnh có thể tính đến để thực hiện ở một số tuyến đường chật hẹp, đã trở nên quá tải bởi mật độ phương tiện tham gia giao thông đông đúc. Thực tế mà nói về tuyến đường nhiều này thì dân buôn bán nhiều, thì xe cộ dưng nhiều thì có nhiều khi là nó gây ra ách tắc lớn. Bây giờ mà nếu mà muốn mà cho thuận lợi thì cái thứ nhất là muốn mở rộng thêm cái thứ hai là, là nếu chi làm được một chiều, có thể đường nguyên tư là à, đường vào mà có thể đường được tư là đường ra. Cái sở xây dựng đang tham mưu tỉnh, trình bộ trình thẩm định, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung đô thị Hà Tĩnh đến năm 2015 uh, để thay thế cho quy hoạch chung là được phê duyệt năm 2015. Uh, giải pháp quy hoạch sẽ hướng tới bổ trí tỷ lệ đất giao thông theo quy chuẩn quy hoạch và đáp ứng tiêu chí đô thị loại hóa là tối thiểu 15%. À, quy hoạch các cái các ngang đường và cải tạo xây trường mới phù hợp với việc mở rộng phát triển của thành phố. Bên cạnh đó thì nghiên cứu đề xuất giải pháp chống ùn tắc giao thông ở khu vực đô thị trung tâm. Trong đó quan tâm phát triển hệ thống công trình giao thông ngầm, giao thông liên cao, giao thông kết nối và việc bố trí các cái khu vực quy hoạch của các cái công trình dịch vụ công cộng. Như vậy có thể thấy để giảm tải giao thông đô thị tất yếu phải cần nhiều giải pháp đồng bộ từ quy hoạch hạ tầng, phát triển phương tiện công cộng cho đến thay đổi thói quen sử dụng phương tiện hài hòa giữa nhu cầu cá nhân với khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, trong khi chờ đợi những giải pháp căn cơ lâu dài, thì nâng cao văn hóa tham gia giao thông chắc chắn cũng sẽ là một giải pháp vừa hiệu quả trước mắt, vừa bền vững lâu dài để giảm tải áp lực giao thông đô thị.